bảng là một thành phần là sẽ có thể xuất hiện ở trong cái tài liệu InDesign của chúng ta. Đấy. Đôi khi là trong cái tài liệu về phần nội dung, phần text của chúng ta, nó sẽ kèm theo những số liệu hay là những cái danh sách hoặc là những cái gì đó, thì chúng ta sẽ phải làm việc với bảng. Tất nhiên là chúng ta có thể nhập một cái bảng ở trong tài liệu Word hoặc là Excel vào trong này, hoặc chúng ta có thể là làm trực tiếp tự tạo ra bảng ở trong InDesign, hoặc chúng ta có thể là convert một cái khối dữ liệu nào đó trở thành bảng. Đấy, thì chúng ta có ba cách làm như thế. Và bảng ở trong InDesign thì nó cũng sẽ giúp chúng ta làm được nhiều thứ tương đối đặc biệt so với lại cách thức mà làm việc với bảng ở những chương trình khác. Thế thì để nhập thì rất là đơn giản, đúng không? Các bạn chỉ việc là place một cái tài liệu từ Word hoặc Excel. Nếu như mà nó có chứa bảng thì đương nhiên là cái bảng đó nó sẽ chui vào bên trong của cái tài liệu InDesign, và chúng ta sẽ có thể là co kéo hiệu chỉnh cái bảng đó ở trong môi trường InDesign. Và bây giờ chúng ta thử tạo cái bảng gì đó trong Word nhé, sau đó chúng ta nhập vào xem trông nó như thế nào. Bây giờ ví dụ tôi tràn vào cái bảng. Ví dụ một cái lịch học chẳng hạn, đúng không? Ví dụ tôi có một cái bảng đơn giản là này, lưu nhé. Sau khi mà tôi lưu cái này rồi thì tôi mới vào bên trong chương trình InDesign. Ví dụ chúng ta nhập cái tài liệu vào đó, plus chúng ta chỉ cho chương trình biết là cái tài liệu chúng ta lấy đâu, thả vào thế này, nó sẽ chiếu theo đúng kích thước với lại cái thông tin nó nhập vào cho chúng ta này. Thế bảng này có thể chỉnh sửa được không? Chỉnh sửa được. Đấy. Ví dụ các bạn có thể đặt chọc chọc vào đây, lôi kéo, nhưng hãy nhớ là lôi cái nào là nó lôi cái cột đấy thôi, chứ nó không liên quan đến các cột khác. Đấy. Ví dụ tôi tăng cái thằng này thì nó sẽ đẩy rộng tất cả các bảng ra. Bảng nhập vào hay bảng tự tạo ra trong InDesign nó đều tuân thủ theo nguyên tắc này: chỉnh cái nào là chỉnh cột đó, chỉnh hàng nào là chỉnh hàng đó, và nó xô các cái hàng còn lại đi ra hoặc là lôi lui vào mà không làm ảnh hưởng tới kích thước hoặc là độ rộng độ cao của những cái phần còn lại trong bảng. Thì đấy là cái cách mà chúng ta nhập tài liệu từ bên ngoài vào. Bây giờ đối với cái cách gọi là tự tạo bảng ở trong InDesign thì chúng ta làm như sau. Trước hết là các bạn cần phải có một cái hộp text đã.
tạo ra hộp text đã. Sau đó thì chúng ta mới để trỏ chuột vào trong hộp text này. Và lúc này chúng ta mới vào cái menu table. Ở trong menu table thì chúng ta sẽ chọn lệnh insert table. Và lúc này thì chúng ta sẽ có được một hộp thoại insert table này. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái trường để chúng ta có thể nhập vào đấy là bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Đó, sau khi mà nhấp OK thì nó sẽ tự tạo ra các hàng, các cột theo đúng như yêu cầu của chúng ta. Về mặt nguyên tắc, cái bảng này luôn luôn nó sẽ được thiết lập bằng cái độ rộng của cái hộp text mà chúng ta đang có đấy, và các cột, các hàng bao giờ nó cũng chia rất là đều đấy. Các hàng cao bằng nhau, các cột là rộng bằng nhau. Ví dụ đây là hai cột đấy. Nếu mà tôi lại không thích là hai cột mà tôi lại là sao đây ạ? Tôi thích 3 cột chẳng hạn. Đây, insert table. Bây giờ tôi chia làm 3 cột. Đấy. Thì về mặt nguyên tắc, các cột này bao giờ nó cũng tự động được chia bằng nhau. Đấy, cứ rộng hộp text rộng bao nhiêu thì bảng tự động rộng bấy nhiêu, và các cột thì sẽ được tự chia đều với khoảng cách hiện có, độ rộng hiện có. Thế thì thao tác để tạo ra các cái bảng thì nó đơn giản như thế thôi. Thế còn những cái thao tác khác, ví dụ như là bây giờ tôi muốn phân thêm cột này, phân thêm hàng này, mớp vào này, hay là chèn về phía trái, chèn về phía phải, chèn lên trên, chèn xuống dưới, vân vân, thì chúng ta sẽ thao tác tất cả mọi thứ này rất là trực quan. Ví dụ như là tôi có thể làm cái hàng này nối liền nhau, đó, hàng trên cùng nối liền nhau thì bố đen hết thế này. Sau đó thì các bạn sẽ xử lý bằng cách là chuột phải vào đây. Các bạn sẽ có ngay những cái lệnh cần thiết, nó nằm ngay trong menu ngữ cảnh này. Ví dụ như merge cell chẳng hạn, tôi nhấp một cái là nó sẽ trộn luôn cả ba cái cột này ở trên hàng trên cùng thành ra một cell to như thế này. Đấy, hoặc là tôi muốn làm cả cái cột này, đúng không? Chuột phải merge cell thì nó sẽ hàn tất cả những cái này vào. Thế còn trong trường hợp là từ một cái mà lại muốn chia ra thì sao? Ví dụ như là chúng ta sẽ chuột phải vào cái khu vực mà chúng ta muốn thao tác. Sau đó thì chúng ta cần phải chọn một số thứ đã, rồi chúng ta mới lấy được cái lệnh liên quan. Ví dụ như ở đây, các bạn sẽ thấy là nếu mà insert này, row này, column này đấy. Ví dụ row, insert hàng thì nó sẽ cho chúng ta là hỏi là insert bao nhiêu đấy. Và nó sẽ cho là tùy chọn là trên hay dưới đấy. Ví dụ như này thì nó chèn thêm, đây là chèn thêm nhé, chứ không phải chia lại nhé. Đó, còn nếu mà chưa muốn chia lại như cũ ấy, thì chúng ta lại phải làm này. Các bạn sẽ chuột phải vào đây, và không phải là insert hay delete, mà các bạn sẽ cần phải chọn cái lệnh là select đã. Chọn cái gì, đúng không? Các bạn chọn cell hay chọn row hay chọn column. Đấy, ví dụ chọn cell thì chúng ta sẽ chọn được toàn bộ cell này. Sau khi chọn cell xong thì lại lúc đó chúng ta mới làm bước tiếp theo, tức là các bạn lại chuột phải vào đây và các bạn chọn cái lệnh là gì đây, unmerge cell. Nếu cái nào mà đã từng bị merge thì nó sẽ hiện lên cái lệnh unmerge cell để nó giả lại về lại những cái hàng, những cái cột đã bị merge, nó giả lại về cái trạng thái cũ. Đấy. Rồi thiết lập độ rộng hoặc độ cao hoặc là các cái format khác, ví dụ như là dòng hàng trên dưới trái phải vân vân, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ tôi muốn đẩy một cái cột nào đó mà rộng ra hoặc thu hẹp lại thì chúng ta lại đặt trỏ chuột vào đây. Sau đó thì chúng ta phải chuột phải vào, trước hết là select đã, select cái nào. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn rất là cụ thể, ví dụ select cell. Sau khi mà select cell hoặc là trong trường hợp này hoặc cell hoặc column. Đấy, một trong hai cái. Tại vì nó một cell ở trên cùng hoặc là ở giữa hay là ở bất cứ đâu mà nằm trên cột, một khi mà chúng ta điều chỉnh độ rộng hay độ hẹp của cái cell đó thì nó sẽ kéo theo tất cả những cái còn lại, co duỗi theo. Chứ cũng không nhất thiết là lúc nào cũng phải chọn cả cột. Đó. Hoặc là một cái này mà tăng chiều cao thì những cái cell nằm cùng hàng với nó cũng sẽ bị tăng theo. Thì lúc này tôi sẽ chuột phải vào và tôi chọn select, đúng không? Ví dụ như là select column hoặc là select đây, cell. Sau khi có rồi thì lúc này mình mới làm việc tiếp tục là gì đây ạ? Cell option. Đấy.
Sell option thì trong này nó cho chúng ta một loạt các cái tùy chọn. Thực ra thì những cái phiên bản này thì mỗi phiên bản nó có một sự hơi khác biệt nhau vậy, chứ không phải là phiên bản nào nó cũng giống nhau đâu. Các phiên bản CS6 về trước hoặc là những phiên bản CC đời đầu thì mọi thứ nó hiển thị tương đối là rõ ràng ở ngay trên thanh option này này. Về độ rộng, độ cao của các cell hoặc là bảng hoặc là gì thì nó sẽ cho các bạn tìm thấy ngay ở trên thanh option này. Nhưng các phiên bản về sau này thì các bạn sẽ thấy là hơi phức tạp, giống như tôi đang trình bày. Có nghĩa là các bạn cần phải đặt trỏ chuột, cần phải select một cái đối tượng cụ thể nào đó ở trong bảng, ví dụ như là một row hoặc một column hoặc một cell. Sau đó thì mới tiếp tục tìm tới cái menu ngữ cảnh, chọn table option hoặc là cell option hoặc gì đó. Thế thì trong cái này thì các bạn thấy nó cũng chia ra rất là kỹ, có nhiều cái tùy chọn khác nhau. Ví dụ như là chúng ta chọn cell option mà chúng ta chọn text thì nó sẽ format cho chúng ta là những cái text mà gõ trong này thì theo quy tắc nào. Đấy. Có thể cả tài liệu là một cái format khác, nhưng mà riêng trong cái cell này thì nó lại theo quy tắc khác. Chúng ta có thể là format riêng cho nó. Đấy, graphic thì là các đối tượng đồ họa chèn vào đây thì như thế nào, stroke and fill tô màu hoặc như thế nào, đường viền dày mỏng như thế nào, row và column. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn là row column. Lúc này thì nó sẽ mở ra cái bảng là cell option. Đây các bạn sẽ thấy là nó có những cái tham số để cho chúng ta có thể là điều chỉnh cái kích thước. Ở đây thì phần này thì nó chia ra làm hai cái, đó là độ cao và độ rộng. Đấy. Thì hiện tại nó đang để cho chúng ta là tùy chọn như thế này. Một cái là gì đây? At least và một cái là exactly. Và cái này thì nó định nghĩa là gì? Khi mà cái dữ liệu của chúng ta được chèn vào đấy, thì nó sẽ chừa cái độ cao như thế nào ở trong cái cell đó để cho chúng ta có thể là xem được, hiển thị được cái tài liệu. Thế thì cái này thì nó sẽ co duỗi theo chính bản thân cái nội dung, cái content mà chúng ta đưa vào trong cái cell đó. Đấy, và nó sẽ chèn ở phía trên, chèn ở phía dưới cái thông tin đó một chút cái khoảng trống như thế này. Thế còn nếu mà các bạn muốn nữa thì các bạn có thể chọn theo cái tùy chọn là exactly, và lúc này thì nó sẽ thông báo rằng hiện tại cái cell này đang cao bao nhiêu đó. Ví dụ tôi muốn là nó phải cao là 10 mm cơ chẳng hạn, thì tôi gõ vào đây, nhấp OK, lập tức thì cái cell này sẽ được điều chỉnh lại độ cao, mà lúc này là chính xác luôn, là chúng ta sẽ có được cái kích thước cao từng đó. Và tất nhiên là những thằng mà nằm cùng row với nó, nằm cùng hàng với nó thì cũng sẽ bị điều chỉnh độ cao theo. Đấy, chứ không phải là cứ lúc nào chúng ta điều chỉnh một row này mà nó sẽ ảnh hưởng tất cả. Thực ra chỉ cần một cell ở trong row này là nó đã kéo cả cái row này nó cao thấp cùng nhau. Đấy, hoặc là bây giờ tôi muốn co cái này lại chẳng hạn, thì cũng chuột phải này, chọn select này. Đấy, ví dụ trong trường hợp này tôi chọn cell cũng được. Tiếp tục nữa là cell option và chọn row and column. Trong trường hợp này thì nó lại có một cái độ rộng, đúng không? Đây. Thì hiện tại nó đang báo cái thằng này là 84 phải bao nhiêu đây. Bây giờ tôi muốn co nó lại hay là giảm nới nó ra. Bây giờ ví dụ cho là 50 thôi chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ co lại. Và tất nhiên thằng này co lại thì nó sẽ làm cho toàn độ rộng của cái bảng này bị co theo. Các cột thứ hai và thứ ba thì không bị ảnh hưởng. Vốn rộng bao nhiêu thì nó vẫn giữ nguyên như thế. Nhưng mà do cái cột đầu tiên này nó co lại theo cái row này thì nó sẽ làm cho toàn bộ cái bảng nó bị co theo. Bây giờ muốn điều chỉnh cái nào thì các bạn sẽ phải đặt trỏ chuột vào. Thế còn nếu mà chúng ta làm cả bảng thì lúc đấy chúng ta lại phải chọn kiểu khác, đúng không? Chuột phải vào này, select này, đúng không? Lúc đấy thì chúng ta lại phải chọn là table, thì lúc đó nó lại chọn cả bảng cơ. Và lúc này mình lại chuột phải vào đây, mình chọn thay vì là cell option thì mình lại chọn là table option. Thì lúc đó nó sẽ convert cho chúng ta những cái tham số mà liên quan. Đấy.
Thế và điều đặc biệt là ở trong những cái tài liệu như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta trình bày một cách hết sức linh hoạt. Đây, các bạn có thể quan sát cái này. Ví dụ như là tôi làm một cái thông tin nào đó, tôi có thể xoay 4 chiều các cái chữ nghĩa đặt ở trong. Ví dụ bây giờ tôi làm một cái bảng này, table, insert table chẳng hạn, như là 4 ví dụ này đi. Đấy, tôi có một cái thông tin như thế này, chẳng hạn như là tôi có thể là đặt những cái nội dung rất là đặc biệt ở đây. Đây, riêng về format nhé, thì không phải là cứ đặt trỏ chuột vào đây, đặt trỏ chuột vào đây chỉ đơn giản là chúng ta nhập nội dung mà thôi. Thế nhưng mà các bạn phải bôi đen, đấy, bôi đen để chọn toàn bộ cell này, thì nó sẽ cho các bạn một số các cái tùy chọn nó hiện lên tiếp theo. Khi nào các bạn bôi đen, các bạn chọn được một cell hoặc một row hoặc một column nào đó, thì lúc đó nó sẽ hiện lên những cái thứ như thế này. Và các bạn sẽ thấy này, ví dụ như là align này, align top này, chữ bao giờ cũng bám lên trên đỉnh. Bất kể cái này chúng ta có làm sao đấy ạ, làm cho nó cao lên bao nhiêu thì chữ cũng luôn luôn sẽ bám lên đỉnh nếu như mà chúng ta lựa chọn cái đó. Đó, ví dụ đây, top này, center này. Center thì lúc nào cái chữ nó cũng sẽ nằm lơ lửng ở giữa. Đấy, rồi có thể là bottom nếu bám đáy. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa, cái chuyện mà bám đỉnh hoặc bám giữa hay bám đáy thì cũng không 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 đặc biệt bằng cái này. Tức là nó cho phép các bạn thiết lập luôn cái chiều của chữ ở đây. Ví dụ như là cái chiều này nó nằm ở phía bên tay trái, tôi muốn là ngoẹo đầu sang bên này để đọc theo cái chiều của nó chạy vòng quanh, đúng không? Thì tôi chọn cái này. Đó. Thằng này tôi sẽ chọn là gì đây ạ? Chữ sang bên này. Thằng này chọn chữ lộn phộc, chữ ngược. Ví dụ này, đây bây giờ chúng ta sẽ nhấp, chúng ta đưa chữ vào đây để xem. Chữ nó chạy theo chiều này đó. Nếu mà tôi đặt vào đây, tôi format, tôi chọn nằm giữa này, chữ theo chiều này này. Rất rất đặc biệt luôn, nó hoàn toàn cho phép chúng ta là xoay chuyển các cái chữ chạy theo cái chiều mà chúng ta cần. Vụ này thì các cái chương trình khác rất rất khó để mà chúng ta có thể làm được cái chuyện này. Đó. Lật một đối tượng đồ họa hay là lật một đối tượng chữ rời ở bên ngoài rất là đơn giản, nhưng mà format để cho nó xoay chiều theo những cái hướng khác nhau của từng cái cell ở trong một vị trí cụ thể trong bảng như thế này thì InDesign hỗ trợ làm được như thế này. Chứ còn nếu mà các bạn gặp phải những cái vụ khác thì chắc cực kỳ khó để mà chúng ta format, chúng ta trình bày theo xoay xoay nội dung chữ theo cái bảng như thế này thì cực kỳ khó luôn. Thế đấy là cái điểm rất là đặc biệt. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có thể format bằng cách là đưa những cái màu này, rồi đưa đường viền này đấy, vào trong cái bảng. Đấy thì để thao tác như thế này, màu thì rất là đơn giản. Màu thì chúng ta chỉ việc là bôi đen cái phạm vi mà chúng ta muốn tô, đúng không? Sau đó thì các bạn có thể mở cái swatches hoặc là các bạn có thể là bấm thẳng trực tiếp ở cái hỗ trợ ở trên Dolphin ở đây. Đấy, sổ danh sách ra và các bạn chọn lấy một màu. Sau khi chọn xong thì lập tức là nó sẽ tô màu vào đây.
Nhớ là màu cell, màu row, màu table nó khác với lại cái màu cho text nhá. Text thì chỉ phải text ở trong đó, muốn làm thì các bạn phải bôi text. Đấy, tức là riêng rẽ ra. Đấy. Thế còn là ví dụ đây, hàng thứ hai này, muốn làm thì khác này. Hàng thứ ba này. Ví dụ này. Thì các bạn muốn tô màu gì thì các bạn chọn đúng cái màu đó cho tôi. Bôi đen, lấy hết tất cả các phần diện tích và sau đó thì đưa vào. Thế còn đối với đường viền thì như sau. Đường viền thì các bạn muốn chọn hết tất cả những cái này. Thì các bạn sẽ nhìn ở đây là nó sẽ có gì đấy ạ. Độ dày này. Các bạn muốn đường viền dày bao nhiêu thì các bạn chọn các tham số ở trên này. Nó sẽ co kéo để nó xử lý. Tuy nhiên là có phải lúc nào nó cũng đều hay không thì không phải nhé. Đây là cái bảng tổng thôi. Đấy. Còn muốn làm những cái bên trong này thì các bạn sẽ lại phải làm tiếp theo từng cái cell khác nhau. Đấy. Ví dụ đây, tầng này. Ví dụ tầng này. Chứ còn các bạn bôi đen lúc đầu tiên là nó chỉ tính cho các bạn là cái khung bao ngoài cùng của cái table thôi, chứ nó không format cho các bạn những cái column hoặc là các cái row ở trong. Đấy. Thế cột này chẳng hạn, thì đây đường này vẫn mạch, đường này vẫn mạch, chúng ta muốn xử lý nó thì chúng ta lại phải đặt chuột vào đây. Đấy. Chọn cả cột này thì lúc nào chọn cả cột thì các bạn cũng sẽ thấy con số này ở đây là không có gì cả. Đấy. Và nó vẫn là mặc định thôi. Lúc này thì các bạn muốn dày bao nhiêu, cột nào như thế nào thì lại phải bôi từng cột mà xử lý. Đấy, lúc này thì chúng ta sẽ có được cái nội dung nó vào đều như thế này. Ở đây tạm thời bỏ màu đi cho nó dễ nhìn nhé. Đấy, muốn làm dày làm mỏng thì đại loại là chúng ta sẽ phải làm như thế này. Thế còn cắt cái nào đi thì chọn hết những cái thứ như thế này. Đấy. Không muốn màu nữa thì đơn giản là sổ cái này ra và chọn năn thế thôi, thì nó sẽ hủy bỏ cái đường viền đi là xong. Không còn tô màu nữa thì tự động là sẽ trả về gì đấy ạ, trả về không. Thế còn có độ dày thì lập tức là các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện lên cái độ dày, đồng thời nó sẽ mặc định luôn luôn là nó sẽ để màu đường viền cho bạc, cho cell là màu đen. Thế muốn tô màu khác thì các bạn lại phải sổ cái danh sách màu ở đây để các bạn lấy một cái màu khác tô vào cho nó. Ngoài ra thì cũng giống như là cái hướng dẫn bài hôm trước thì nó có một cái phần gọi là chọn các kiểu. Thì InDesign nó cung cấp cho chúng ta một số các kiểu đường viền khác nhau. Solid thì là cái nét liền. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta còn có những cái kiểu nét kép. Ví dụ đây, chúng ta sẽ có những cái nét kép như thế này, hoặc là nét phức tạp hơn nữa, nét chấm đó, nét gạch chéo, nét uốn lượn, rất nhiều kiểu khác nhau. Nó cung cấp cho các bạn rất nhiều tùy chọn. Đấy. Ngoài cái này thì chúng ta sẽ còn làm quen thêm một cái vấn đề nữa là cái biến một cái đoạn nội dung nào đó đang từ text bình thường trở thành là một cái nội dung được chui vào trong bảng. Đấy. Ví dụ chúng ta xem cái cách làm như thế này.
Đây, ví dụ tôi có một màu, một đoạn văn bản thế này chẳng hạn. Tôi có thể bôi đen, chọn cái khối văn bản này chẳng hạn. Đấy, hiện tại nó là text thông thường, đúng không? Nó đang ở trong cái hộp text. Và bây giờ tôi muốn biến cái đoạn, riêng cái đoạn này thành bảng. Đây, với đoạn dưới nhé, ví dụ ba cái này. Sau đó thì chúng ta mới xử lý tiếp như thế này. Các bạn chọn nó này, sau đó vào table này. Sau cái lệnh insert table là để chèn một cái bảng rỗng vào, thì chúng ta lại còn có một cái lệnh nữa nằm ngay sát bên dưới là lệnh convert text to table. Đấy. Nhấp chọn lệnh, nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái bảng thoại. Bảng thoại này nó hỏi chúng ta là chọn những cái kiểu nó như thế nào. Đấy. Tab này, comma này, rồi paragraph này. Ví dụ tôi chọn tab này, nhấp OK. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó tạo ra một cái bảng như thế này. Mỗi một cái thằng như thế này sẽ thành ra một dòng. Đấy, ví dụ tôi chọn thử cái kiểu khác nhé. Table convert này, không phải là tab này mà chọn comma. Đấy. Thì nó còn tùy vào rất là nhiều cái kiểu để trình bày. Nhưng về cơ bản là để làm như thế này thì cũng không có quá khó, đúng không? Cứ phải bôi đen cái đoạn mà cần thiết, sau đó thì chúng ta mới chọn để xử lý. Và đây nó cũng có hai chiều rất linh hoạt. Ngoài cái lệnh là convert text to table thì nó lại cho phép chúng ta lại còn đảo ngược lại cơ. Tức là gì đấy? Convert table to text. Cực kỳ linh hoạt luôn. Nhốt một nội dung là nó đang từ dạng văn bản thông thường vào trong bảng, nó ngược lại là giả bảng về về dạng text. Đây là những khả năng mà rõ ràng là tất cả các chương trình khác không giải quyết được. Đó. Hoặc là có giải quyết được thì rất là kém. Định dạng format rồi xử lý rất là kém. Tuy nhiên là trong trong cái design mọi chuyện thực ra là rất rất dễ dàng đấy, và nó xử lý về văn bản các thứ thì cũng không hề kém cạnh gì so với thằng Word. Các bạn muốn làm cái gì thì hầu như Word làm được là thằng InDesign sẽ làm được, nhưng ngược lại có một số vấn đề đấy, InDesign làm được thì Word cũng không làm được. Như thế thực ra thì nó còn mạnh hơn Word nhiều, chỉ có điều là nó không phổ biến như Word thôi. Dạng khác này. Đấy. Các bạn nhìn thấy là vừa nãy là ba dòng là nằm gì nhỉ? Ba dòng là nằm trên dưới, đúng không? Với dạng paragraph thì nó còn convert luôn cho chúng ta thành ra là ba cột như thế này. Thế còn những cái thao tác khác thì nó cũng tương đối là giống những cái cách mà chúng ta đã biết. Ví dụ như là cái thằng này chỉ có một hàng này, tôi muốn thêm một hàng nữa thì tôi chỉ cần là gì đây nhỉ? Ví dụ này, đặt trỏ chuột vào cái cuối cùng mà nhấn tab một cái là nó sẽ thêm hàng mới cho chúng ta. Rồi ví dụ chúng ta còn có thêm một số các cái hỗ trợ nữa như sau. Đây, những cái lệnh lúc này thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mở ra đặt trỏ chuột ở trong những cái
những cái cell hoặc column ở trong này thì nó hỗ trợ rất là nhiều thứ, split cell horizontally, split cell vertically, convert cell to graphic cell, convert row thì thành cái gì đó, nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều thứ trong này. Đấy. Cho nhiều hàng nhiều cột chẳng hạn, đấy, dịch sang hàng nào, dịch sang cột nào, hoàn toàn các bạn có thể sử dụng lệnh để chạy chính xác luôn tới cái hàng đó hoặc cột đó. Bảng ở đây của chúng ta chỉ có vài hàng thôi thì trông nó rất là đơn giản, nhắc 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 chuột lên bôi đen hoặc là dịch chuyển. Thế còn nếu mà bảng thật sự là nhiều cột với dữ liệu mà lớn ấy, muốn dịch chuyển chính xác từ hàng nào sang cột nào, chọn hàng nào chọn cột nào, thay vì việc là phải dò dò đếm đếm thì các bạn có thể là chỉ cần biết rõ là cái dữ liệu đó nó nằm ở hàng nào cột nào thôi, thì bạn ra lệnh là nó sẽ chạy về đúng cái hàng đó cột đó. Thế còn là chèn dữ liệu vào thì sao? Chèn thêm vào. Các bạn lưu ý là nó cũng sẽ có những cái thao tác mà cũng cần phải để ý một tí. Copy như thế này, đúng không? Mà bây giờ tôi dán này. Ok, đây là dán text. Nhưng mà lưu ý cái thao tác nhé. Các bạn bôi mà đen hết cả cái này, các bạn bôi đen hết cả cái này mà các bạn copy dán vào thì nhớ là nó lại dán cả nội dung lẫn cả cái cell đó đấy. Cho nên là lúc mà copy để mà dán ấy là phải cẩn thận. Tức là có cái gì thì có đúng cái đấy thôi. Text ở trong đó thì các bạn bôi đen đúng phần text thôi thì mới là có text để dán sang. Và nó cũng cho phép là các bạn giải quyết cả một cụm như này. Ví dụ như là tôi copy cả một cái như này thì tôi có thể bôi đen này. Tôi dán cả một cái hệ thống nhiều cột hoặc nhiều hàng. Nếu mà tôi bôi đen, tôi có thể nhân bảng, tôi copy từ chuyển dịch nội dung từ chỗ nọ sang chỗ kia như thế này. Đấy. Nhưng mà nếu mà paste vào mà chỉ có một cái thì nó lại thành như thế này. Bôi đen đủ số hàng số cột giống như là cái mẫu thì nó chỉ đơn giản là copy nội dung sang thôi. Các bạn nhìn rất rõ này, đúng không? Vừa nãy tôi bôi đen này, bôi như thế này là bôi cả để đây nhỉ, bôi cả ba cell đấy, và copy này là copy cả ba cell này. Nhưng khi mà tôi bôi đen cũng ba cell nằm dưới mà tôi dán vào thì đấy, nó lại chỉ dán cho tôi nội dung ở đây. Nhưng nếu mà tôi đặt trỏ chuột vào một cell này mà tôi dán thì nó lại dán cả ba cái cell vừa nãy. Đấy, rất khác biệt đấy nhé. Text thì đây, ví dụ tôi dán thêm vào text nó chuyển đó. Nhưng mà các bạn cực kỳ cẩn thận ở đây, đối với ảnh mà đưa vào trong một cái cell thì lại rất cẩn thận cái lệnh này. Tại vì cái này nó hành xử như là hành xử với text. Cho nên là nếu mà chúng ta lại có một cái ảnh nào đó mà nó lại lớn hơn thì nó sẽ bị tình trạng như thế này. Đấy. Nó hiển thị không đủ. Đó, lúc này thì lại sẽ phải trỏ chuột vào đây. Đấy. Co rũi rũi để cho nó rộng ra, hoặc là dịch chuyển cái nội dung để cho cái ảnh nó hiện lên ở cái phần nào. Thế còn nếu mà chúng ta lại đặt trỏ chuột vào đây mà chúng ta ra lệnh gì đấy, place, có những trường hợp là còn không lên được, không nhìn thấy luôn. Đấy, những trường hợp như thế này là chúng ta sẽ thường phải nới rộng hết ra để nhìn thấy được nội dung. Đấy, và chúng ta phải dịch chuyển nó để xem là thấy phần nào. Thế còn xóa ảnh thì đơn giản thôi, đặt
xóa ở trong này thì cứ việc chọn nó mà xóa là xong, không cần phải lằng nhằng đấy. Và ảnh khi mà đặt vào trong Excel thì cũng có thể format là trái phải trên dưới cũng tương tự như là text. Cái đấy là mấy cái vấn đề mà làm việc với bảng mà chúng ta cần phải lưu ý. Về kỹ năng làm việc với bảng ở trong InDesign thì nó có vài điểm nó tương đối lạ so với lại các cái chương trình khác mà cho phép các bạn tạo ra bảng. Thế ngoài ra thì một vài vấn đề nhỏ nhỏ nữa tôi cũng giới thiệu thêm, ví dụ như là có một cái hình chẳng hạn, có một cái khuôn hình như thế này, một cái hộp chứa, thì các bạn cũng có thêm một số các cái hỗ trợ như sau. Ví dụ chúng ta có một số ngoài những cái lệnh mà xử lý pathfinder thông thường, ví dụ cắt cắt hàn hàn từ những cái hộp cơ bản, hình cơ bản chẳng hạn, thì các bạn còn có thêm một số các cái tùy chọn như thế này. Ví dụ chuyển chuyển dạng đó. Các bạn có một hộp, các bạn có thể chuyển qua chuyển lại giữa các dạng như thế này, từ những cái hình hộp chữ nhật đơn giản đúng không, vê tròn góc này, cắt vát góc này, lõm góc này, chuyển từ hộp tròn sang chuyển từ hộp chữ nhật sang hộp ellipse này, chuyển từ ellipse sang thành tam giác này. Đấy, thì nó có một vài cái kiểu như thế. Rồi chuyển sang thành đa giác này, chuyển sang thành gạch này. Đấy, ví dụ như thế thì nó sẽ có rất là nhiều cái hỗ trợ cho các bạn ở trong cái này. Thế và có một cái điểm nữa cũng cần lưu ý, tức là các hộp khác nhau thì về mặt nguyên tắc là nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt. Ví dụ như là ở đây là vẽ các hình cơ bản và chúng ta có thể đưa tất cả mọi thứ vào trong này. Đấy. Rectangle Frame Tool thì cái này nó lại là vẽ ra những cái hộp mà các bạn lại nhìn thấy là nó có cái điểm khác biệt, đó là nó có cái gạch chéo ở đây. Đấy. Nó sẽ có những gạch chéo ở đây. Thế cái này với cái này nó khác nhau không? Về tên tuổi thì rõ ràng khác nhau, nhưng nếu các bạn muốn đưa các thứ vào đây không phải là không đưa được. Đó, ví dụ tôi cùng đưa một cái ảnh này. Ok, rồi ảnh vào đây. Cái này có đưa ảnh được không? Đưa được. Đấy, hai ảnh giống nhau nhé, đều chui vào được. Thế nhưng mà ví dụ như là tôi vẽ ra mà vẽ bằng một cái hộp text thì sao? Sẽ có những lúc chúng ta sẽ không thể nào mà đưa cái ảnh vào đây được, nếu như mà trong trường hợp mà cái hộp nó bé. Đấy. Đôi khi chúng ta sẽ nhận được cái thông báo là không đủ chỗ. Đấy. Nhiều lúc sẽ là như thế. Nó sẽ tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta đưa vào. Đây, ví dụ chúng ta xem lại cái trường hợp này nhá. Bây giờ tôi lại bỏ hết những cái này đi. Ví dụ chúng ta xem lại cái cách đưa text vào, đưa ảnh vào và trong hộp chứa text. Hai hộp này hoàn toàn giống nhau đúng không, đều là hộp text cả, tại vì tôi vẽ bằng công cụ T này. Thế nhưng mà sẽ có sự khác biệt đấy nhá, các bạn nhìn này, tôi chọn hộp này đúng không, vào file này và place này, và chúng ta lấy một cái ảnh đưa vào đây. Ok, cái ảnh nó sẽ đưa được vào đây mặc dù nó to hơn đúng không, và nó sẽ được đặt nằm vào giữa cái khung hình. Đến đây, bây giờ cái hộp này cũng hoàn toàn giống hệt như thế. Nhưng nếu mà bây giờ tôi lại đặt trò chuột vào như là tôi đang nhập text và tôi ra lệnh place
sẽ thông báo là thiếu chỗ. Thì cùng một cái hộp như thế này, mặc dù đều có thể đưa đưa tài liệu vào bên trong nó đấy, nhưng mà do cái cách thao tác thì nó sẽ dẫn tới cách nhận thức hoàn toàn khác nhau. Nếu như mà tôi chỉ chọn hộp thôi thì tôi ra lệnh chèn bất cứ cái gì cũng được đấy, bất kể hộp to hộp nhỏ như nào nó cũng đưa dữ liệu vào, chỉ có điều là nó hiển thị ở đâu đấy, vị trí hiển thị ở đâu thôi. Nhưng nếu mà các bạn dùng hộp text lại để chèn cái ký tự nhập text vào đấy thì chắc chắn là nó sẽ gặp phải những cái trường hợp là không đủ chỗ đấy. Ảnh to thì nó đòi hỏi là hộp to đúng bằng ảnh hoặc là to hơn thì rồi nó mới cho vào, còn chỉ cần bé hơn một tí là lập tức nó thông báo là không đủ chỗ luôn và các bạn sẽ không thể nào mà chèn vào được. Thế nhưng mà cái này thì cũng cần phải lưu ý là khi nào ta gặp phải cái này, đấy là khi nào mà chúng ta làm sách đó. Chúng ta làm sách như loại tôi đã nói đấy, là để tránh cái tình trạng là chúng ta thêm một đoạn văn vào hay chúng ta cắt bớt một đoạn nội dung đi mà chúng ta lại chèn cái ảnh vào theo kiểu thả trôi nổi ấy, thì nó sẽ bị lệch chỗ. Thì lúc này thì chúng ta cần phải nội dung ở đâu và ảnh ở đâu là nó đi cùng nhau, thì lúc đấy là chúng ta gõ một đoạn văn vào đây và sau đó thì cái ảnh nó phải nằm sau cái đoạn văn này chẳng hạn, thì chúng ta phải chèn cái dấu vào để chúng ta thả ảnh nó đúng chỗ, đúng kiểu của nó. Thế thì những cái trường hợp như thế này thì chúng ta chỉ có mỗi một cái cách là nới rộng thôi, nới rộng cho tới khi nào mà các bạn thấy là nó chứa đủ cái ảnh thì thôi đấy. Và lúc đấy các bạn muốn xử lý như thế nào thì các bạn sẽ lại phải tính toán lại như sau. Ví dụ như là nhắc toàn bộ hộp ở đây đó, sau đó thì tôi mới chọn này, chọn cái ảnh này và tiếp tục, và chúng ta sẽ thao tác với nó theo cái kiểu gọi là chỉnh nội dung thôi, đúng không? Giữ shift này đó, co riêng ảnh vào đấy, thì lúc này thì lúc đó thì các bạn mới có thể xử lý là co kéo cái hộp vào sau được. Những thứ này trông đơn giản đấy thôi, nhưng mà nếu mà không biết đấy thì nhiều lúc là các bạn sẽ phát khùng lên nó đấy, chèn vào nhưng mà ảnh mất hút, không thể nào mà hiện ra được đấy, thì chúng ta sẽ phải giải quyết như thế và nới rộng ra. Thường thì ít khi dính cái này, nhưng mà một khi làm sách đấy, và cái kiểu chèn ảnh vào sách nó khác với chèn ảnh vào trong cái tạp chí và báo, thì các bạn sẽ vấp phải những cái lỗi như thế này, và do đó thì cần phải có cách để mà điều trị nó. Hoặc không ấy thì chúng ta cũng có một cái cách khác nữa, là chúng ta có thể là cắt luôn cái này ra sau khi mở rộng cái hộp ra cho tới khi nào mà các bạn nhìn thấy cái ảnh, đúng không? Thì các bạn có thể chọn riêng cái ảnh này, Ctrl X cắt nó ra đấy, lôi nó ra khỏi cái hộp, sau đó thì tôi lại Ctrl V dán vào, lúc này thì nó chui ra khỏi hộp, nó thành một cái ảnh lơ lửng. Sau đó thì Ctrl Shift, đúng không? Và các bạn co cái ảnh tới cái cỡ mà các bạn cần, sau đó lại Ctrl X cắt lại, và các bạn phải làm sao đây ạ, dán trả vào đấy. Thì lúc này cái ảnh nó bé đi rồi, cho nên là các bạn có thể là gì đấy, dán vào trong cái hộp này được. Thì các bạn muốn thao tác kiểu nào thì các bạn làm kiểu đấy, nhưng cũng phải biết được cái lý do tại sao nó không hiển thị. Thế đấy là các cái thao tác mà liên quan tới ảnh và các cái loại hộp. Nào, xem bây giờ còn cái gì nữa nào. Đóng gói rồi này, cut và paste này, chia hàng chia cột rồi này. Đây, nó còn hỗ trợ chúng ta thêm một số những cái này nữa. Ở trên Tiny Option nó hỗ trợ một cái thông minh một vài cái như thế này. Tức là ở đây các bạn sẽ có một số các cái sự hỗ trợ. Đó là select, các cái tùy chọn là select content. Ở đây các bạn nhìn thấy bốn cái icon đấy. Và các bạn có thể bấm vào đây để các bạn dịch chuyển, các bạn chuyển sự chọn lựa của mình. Thay vì việc là các bạn trỏ chuột, các bạn di dịch bấm từ cái nọ sang cái kia, thì ở trên Thanh Option nó hỗ trợ cho các bạn một vài cái chuyển đối tượng như sau.
đối tượng nào được chọn thì các bạn nhìn thấy cái tay nắm điều khiển nó bao xung quanh các đối tượng đó, và bằng cách là tôi chọn một cái kiểu xử lý. Đây, ví dụ tôi lấy thêm một hai cái nhé. Đấy, bây giờ tôi có mấy cái ảnh hoặc là mấy cái nội dung ở đây thì các bạn có thể là sử dụng cái này, select preview object này, rồi là select next object này, bấm vào đây nó chuyển dịch dần giữa các cái đối tượng ở trong này. Đấy, tiến hoặc lùi hoặc là gì đấy, cho phép chúng ta là chọn cái hộp chứa hay là nội dung bên trong đấy, thay vì những cái cách mà chúng ta đã từng biết đó là gì. Ví dụ trong hộp như thế này gồm có hộp và đối tượng được chứa bên trong đấy, thì bấm như thế này là chọn cả hộp cả ảnh, đúng không? Nếu mà đưa trò chuột vào đúng tâm tròn này, bấm vào đây thì coi như là chọn cái bên trong, hoặc một cách khác là chúng ta sử dụng công cụ này direct selection, bấm vào đây cũng là chúng ta sẽ chọn được cái ảnh bên trong mà bỏ qua cái hộp. Tuy nhiên là cái cách này thì chúng ta vẫn có thể vận dụng là di chuột đó, hoặc là trỏ ra đây để chọn công cụ thì chúng ta có một cách nhanh hơn để chúng ta chọn cái đối tượng này. Đấy. Thì và nếu mà đang thao tác nhiều thứ ở trên cái này thì chúng ta có thể bấm vào đây, tức là select content này, bấm vào đây thì nó sẽ chọn cho chúng ta cái nội dung chứa bên trong hộp. Đến lúc nào mà muốn thoát ra ngoài thì bấm vào đây để cho chúng ta có thể lộn ra ngoài để lấy cái hộp và cả cái đồ chứa bên trong đó. Thì đây cũng là những cái tiện ích mà tương đối là đặc biệt, nó hỗ trợ chúng ta ngay trên thành option để chúng ta có thể chọn lựa một cách thông minh hơn và nhanh hơn các cái đối tượng ở trong hộp hoặc là cả hộp.